5 con giáp may mắn nhất trong ngày 20 tháng 2 âm lịch năm 2024 sung sướng khó ai sánh bằng Theo các chuyên gia tử vi nhân tướng học thì bước sang ngày 20 tháng 2 âm lịch những con giáp này sẽ gặp rất nhiều cái vận may mắn Đối với những người đang muốn thăng quan tiến chức thì ngày hôm nay các bạn sẽ biết tận dụng cái cơ hội cống hiến hết mình trong công việc giúp đỡ đồng nghiệp thì khả năng cao từ nay đến cuối tháng thì con đường quan lộ của các bạn cũng sẽ được mở rộng thanh thang. Còn với những người mà muốn lập gia đình mà vẫn chưa tìm được những cái đối tượng kết hôn phù hợp, thì trong ngày hôm nay quý vị hãy tranh thủ đến những cái nơi nhộn nhịp đông người bởi khả năng cao các bạn sẽ gặp được người vợ, người chồng của mình trong tương lai. Một lần nữa, xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên sau đây. Quý vị thân mến, con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay, ngày 20 tháng 2 lịch ngày nhâm thìn thì không ai khác đó chính là những người tuổi dậu. À thưa quý vị, những người tuổi dậu được cục diện thìn dậu lục hợp nó nâng đỡ. Nên là trong ngày hôm nay, ấy, ngày 20 tháng 2 âm lịch, thì nói chung cái vận trình của những người tuổi dậu sẽ được khởi sắc, mưu sự thì dễ thành, công việc tiến triển khá là thuận lợi, hanh thông. Làm tới đâu thì nhìn thấy kết quả đến đó, cơ hội thăng tiến cũng sẽ được mở rộng hơn. Vậy nên trong thời gian này, quý vị hãy mạnh dạn đề xuất những ý tưởng, những cái phương thức làm mới sẽ được cấp trên đánh giá cao nếu mà đang tìm kiếm một công việc ấy, thì các bạn sẽ được thỏa nguyện như ý. Bên cạnh đó, tài vận khá là hưng vượng, tài chính của những người tuổi Dậu trong ngày hôm nay cũng khá là khả quan. Nó thích hợp cho cái chuyện đầu tư kinh doanh mở rộng nhà xưởng hay là cái quy mô công ty của mình. Ở à, trong quá trình thực hiện thì nó có chút vấp pháp về cái thủ tục giấy tờ, nhưng rồi đâu sẽ vào đó. Đi tới cuối cùng ấy, thì quý vị cũng sẽ đạt được những thành quả xứng đáng đến với mình bên cạnh đó cái chuyện tình cảm của những người tuổi dậu trong ngày hôm nay ấy thì nói chung ấy mọi người đã có sự thông cảm và chia sẻ thì việc gì cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa những người độc thân thì có thể tìm được cái đối tượng như ý ở à, bên cạnh đó những ai mà đã có đôi có cặp thì cũng mau chóng tính đến cái chuyện kết hôn và có được một cái tình yêu viên mãn à, thêm nữa trong ngày hôm nay thì sức khỏe của những người tuổi dậu cũng khá là tốt không hề có cái trở ngại nào quá lớn tuy nhiên Quý vị cần phải chú ý bảo vệ đôi mắt và cái thị lực. Những người thường xuyên tiếp xúc với màn hình máy tính, TV ấy, thì nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi điều độ, bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin và hạn chế cái lão hóa, giúp cho gì chúng ta có được một cái sức khỏe tốt hơn. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, ấy, những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tị, Dậu, xỉu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đấy được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dậu. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai không ai khác đó chính là những người tuổi thân. Trong những ngày nhâm thìn ấy, thì những người tuổi thân được cụ là thân, tí, thìn là tam hợp. À, nói chung ấy, bên cạnh đó thì những người tuổi thân lại có thiên ấn nó trợ lực. Nó có lợi cho những người mà đang làm quan chức hoặc là muốn thăng quan tiến chức đề xuất của các bạn cũng sẽ được cấp trên xét duyệt tin vui nhiều hơn tin buồn những cái hợp đồng còn dở dang trước đó cũng được ký kết xuân sẻ và mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi cho những người tuổi thân thêm nữa lại được cục diện tâm hợp là thân tí thìn nó trợ lực nó chiếu cố nó giúp đỡ nên cái mặt tình cảm của những người tuổi thân cũng khá là tốt chuyện ấm áp nhất trên đời không gì hơn ấy là gì có người hiểu và thương mình à, hiện tại thì gia đình vẫn đang yên ổn hạnh phúc may mắn gấp vạn lần người khác. Vậy nên những người tuổi thân hãy trân trọng. Quan hệ xã giao hài hòa cũng sẽ giúp cho cái tình cảm của các bạn. Nói chung ấy, cũng sẽ gặp được nhiều cái điều tốt lành và đầy triển vọng. Nếu mà có thiện cảm với đối phương thì các bạn có thể nhanh chóng tìm cách giữ cái mối quan hệ đó. Thêm nữa trong ngày hôm nay ấy, thì lại được cục diện ngũ hành tương sinh, thìn thổ sinh thân kim. Vậy nên ấy, hôm nay những người tuổi thân khá là lộc lá. Quý vị nên chăm chút đến cái tài lộc, đến cái công việc của mình thì sẽ thu được những cái khoản tiền không hề nhỏ. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, ấy, những người tuổi thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam mộc quý nhân, thân, tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong ngày hôm nay thì đó chính là những người tuổi Tý. À thưa quý vị, những người tuổi thí có thể sẵn sàng tinh thần để đón chờ những cái điều tốt đẹp nhất đến với sự nghiệp của mình trong ngày 20 tháng 2 âm lịch. À, tất nhiên, đấy để mọi việc nó tiến triển một cách suôn sẻ thuận lợi thì cái sự cố gắng, cái sự nỗ lực của chính mình là cái điều không thể thiếu. Dưới tác động tích cực của cuộc diện tam hợp, những người tuổi Tý sẽ dễ dàng xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp. Mọi người xung quanh thì đều sẵn sàng giúp đỡ các bạn và chỉ cho các bạn một cái hướng đi đúng đắn, giúp các bạn khắc phục được những khó khăn còn tồn động trước đó. Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay thì phương diện tài lộc của những người tuổi tuổi Tý cũng có được những cái bước tiến triển khá là khả quan. À, với cái đầu óc nhanh nhẹn và cái tính cách nhìn nhận vấn đề chính xác, thì những người tuổi Tý thường lập ra được những kế hoạch khả thi có thể lập tức bắt tay vào thực hiện ngay. Thêm nữa, lại được cục diện tam hợp quý nhân nó tương trợ nó giúp đỡ mà các mối quan hệ của những người tuổi Tý với khách hàng với đối tác thì tiến triển khá là tốt. Các bạn cũng nhận được các đơn hàng hoặc là các hợp đồng một cách là gì thường xuyên và đều đặn hơn. Nhờ vậy mà túi tiền của các bạn lúc nào cũng được ở trong cái trạng thái là rủng rỉnh, không phải lo đến cái chuyện chi tiêu. Thêm nữa, À, cái chuyện tình duyên của những người tuổi tí cũng đòi hỏi các bạn phải thật tỉnh táo trong cái suy nghĩ và cách hành xử của mình, không nên quyết định mà cái chuyện tình cảm theo cái cảm xúc nhất thời, kéo lại gây tổn thương trong tương lai. Khi mà nhận được cái lời làm quen của những của nhiều người, ấy, thì những ai còn độc thân cũng có thể là xem xét giữa cái mối quan hệ bạn bè với đối phương, không nên có vội vàng tiến xa hơn. đó. Vì thế để bảo vệ cái tình duyên của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý đó là con giáp may mắn thứ ba tiếp theo con giáp may mắn thứ tư mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi dần. À, quý vị thân mến, trong ngày hôm nay thì những người tuổi dần nói chung ấy có cục diện tam hội là dần mão thìn nó tương trợ nó giúp đỡ. Vậy nên các chuyên gia tử vi tân huy học cũng dự báo vận trình của những người tuổi dần hôm nay thì khá là hanh thông thuận lợi thuận buồm xuôi gió nhất là những người mà đang cầu danh muốn được tăng quyền tăng chức ấy, hoặc là mở rộng thêm cửa hàng hay là vay vốn làm ăn ấy, thì lại càng có lợi quý nhân sẽ nâng bước các bạn lúc gặp khó khăn. Bên cạnh đó về mặt tình cảm thì những người tuổi này sẽ gặp cục diện là ngũ hành xung khắc, dần mộc khắc thìn thổ. Vậy nên ý, quý vị phải hạn chế giao lưu tiệc tùng trong cái ngày hôm nay kẻ lại gây ra những xích mích không đáng có. À, nói chung ấy về phương diện tài lộc thì trong ngày hôm nay cái vận trình tài lộc của những người tuổi dần cũng sẽ được khởi sắc nhờ có được thực thần ở chiếu mệnh. Thậm chí bản mệnh còn may mắn hơn khi mà có người cho tiền hoặc là trúng thưởng trúng số có thể trả sạch nợ nần sau một đêm. À, tuy nhiên, tiền bạc chỉ là cái mặt ngoài thân. Thay vì chỉ nghĩ đến cách tiêu chúng, thì quý vị cũng nên nghĩ cách để gia tăng thêm cái thu nhập cho mình. À, cái điều đáng mừng hơn trong ngày hôm nay ấy, là cái tình hình sức khỏe của những người tuổi dần cũng khá là ổn định. Mặc dù những uh, cái vất vả trước đó cũng khiến quý vị đôi khi là nhụt chí, Xong các bạn luôn tìm thấy cái động lực để vươn lên, khiến cho tinh thần hăng hái và đẩy lùi đi cái sự mệt mỏi. Tuy vậy, không có nghĩa là các bạn có thể xem nhẹ cái sức khỏe của mình. Dù còn trẻ tuổi đi chăng nữa, thì quý vị cũng cần phải nên cố gắng sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ. Đừng có cố gắng quá mà tạo ra cái áp lực cho cơ thể. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, ấy, thì những người tuổi dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại một 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần đó là con giáp may mắn thứ tư tiếp theo con giáp may mắn thứ năm không ai khác đó chính là những người tuổi mão à, thưa quý vị những người tuổi mão được cục diện tam hội là dần mão thì nó tương trợ nó giúp đỡ cái cục diện tam hội nó cũng mang đến những cái tin vui về mặt tiền bạc cho những người tuổi mão trong cái ngày hôm nay à, sự hợp tác giữa các bạn và một người nào đó cũng đang dần mang lại những cái kết quả đáng mừng Nhờ thế mà cái tình hình tài chính của những người tuổi dần Nhờ thế mà tình hình tài chính của những người tuổi mão cũng được cải thiện đáng kể Công việc trong ngày hôm nay thì diễn ra khá là ổn thỏa Hôm nay thì các bạn nên tận dụng cái khả năng sáng tạo của mình Để tìm cách nào đó mới giúp quý vị có thể là giải quyết vấn đề được hiệu quả hơn Cái sự tập trung tìm kiếm cái mới sẽ giúp cho công việc vừa thoải mái lại gì vừa đạt được cái hiệu suất cao Thêm nữa, trên cái phương diện tình cảm thì những người tuổi mão gặp được cái sự hài hòa trong các mối quan hệ từ bạn bè đến người thân đến vợ chồng của mình à, xong để có được cái điều này thì những người tuổi mão cũng phải dành không ít công sức để chăm sóc cho những người thân trong gia đình của mình vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão đó là con giáp may mắn thứ năm tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi tỵ à thưa quý vị ở trong ngày hôm nay thì những người tuổi tỵ có thiên tài là chiếu mệnh nên công việc thì nó sẽ được gì gặp nhiều cái cát tường à những người tuổi tỵ trong thời gian này thì ăn nên làm ra Ai à, biết bươn trải chịu khó Vậy nên là gì? Quý vị sẽ nắm bắt được cái tài lộc vận may nó đến với mình à, May mắn hơn nữa lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh Nên là bản mệnh cũng khá là may mắn trong chuyện tình cảm Những người tuổi tỵ là những người giỏi xã giao Ăn nói khéo léo, biết lắng nghe Và ăn mặc sạch sẽ nên là ai cũng sẽ yêu quý Những người có tâm có tầm là những người mà lúc nào cũng gì Luôn chỉn chu cẩn thận Và đó chính là những người tuổi tỵ Nói chung ấy đây là một con giáp được ông trời phù hộ nên là những người tuổi tỵ gần đây dù phải lo nhiều việc nhưng mà vẫn giỏi kiếm tiền, không chịu khuất phục trước khó khăn. Lúc nào các bạn cũng là những người tiên phong trong chuyện làm ăn. Vì thế mà được vía thần tài đánh đâu thì thắng đó. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu xíu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ đó là con giáp may mắn thứ sáu. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, đó là những tuổi sau. Một là tuổi Dậu 2 tuổi thân 3 tuổi Tý 4 tuổi Dần năm tuổi Mão và 6 là những người tuổi Tỵ rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký Kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình Còn bây giờ Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, Xin cảm ơn